Tổng thống Peru Dina Boluarte đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Cháy rừng đã thiêu rụi nhiều vùng đất canh tác ở khu vực Andes và Amazon của Peru và khiến 16 người thiệt mạng. Các khu vực phía Bắc có nhiều rừng rậm gồm Amazonas, San Martin và Ucayali là những nơi có địa hình và địa lý hiểm trở khó tiếp cận để dập tắt các đám cháy. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng sẽ giúp chính phủ Peru phân bổ thêm nguồn lực để hỗ trợ các khu vực này kiểm soát cháy rừng. Cháy rừng thường xuyên xảy ra ở Peru từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, chủ yếu là do đốt đồng cỏ khô để mở rộng đất canh tác nông nghiệp và đôi khi là do những kẻ buôn đất, theo dữ liệu từ Bộ Môi trường Peru.